Xin chào cô chú anh chị nhé. Hôm nay Túi Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những sản phẩm mới, và hôm nay Túi Gia Nhật Cần Thơ sẽ lên ví. Và đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc lết cầm tay ha, nhỏ gọn và rất là xinh xắn đây. Và kích thước của chiếc túi này bên cao là 11 ha, chiều ngang là 20, da thật 100%. Và đây nó sẽ có một cái khóa cáo miệng ha, bên trong lớp vải sạch đẹp, ở đây đựng cạc visit chỉ tịch tỷ thân, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây sạch đẹp. Đây là miếng tét da ha, da thật 100%. Mình có thể làm ví cầm tay hoặc là lết cầm tay đều được ha. Đây, lên dùm sớm một cái mã là 8675 390k, 8675 390. Và kế đến đó là một chiếc ví thương hiệu ba lì ha, da thật dập vân xấu, mình làm lết cầm tay như thế này. Và kích thước của chiếc vết cầm tay này, bề ngang, bề chiều cao là 14 ha, chiều ngang là 22, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại. Ở đây, bên trong, lót vải ha, sạch đẹp. Và ở đây, đựng cạc visit, giấy tờ tùy thân và một ngăn đây, thương hiệu ba lì dập nổi trên cái miếng da và có một cái khóa cáo miệng, sạch đẹp hết. Thương hiệu ba lì. Lên dùm shop một cái mã là 8593 800k, 8593. Và kế đến đó là một chiếc lết cầm tay, da thật 100%, kích thước bề ngang là 24, chiều cao là 10, da thật. Bên trong lót vải sạch đẹp hết, sạch đẹp. Lên dùm shop một cái mã ha, tám sáu 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 390k. Mình cầm như thế này ha, độ mới còn khá là cao, da thật 100%, kích thước bề ngang là 24 ha, chiều cao là 10. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay rất là xinh xắn luôn, vintage như thế này, da thật 100%. Ở đây là họa tiết hoa rất là đẹp. Và ở đây sẽ có hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây là dạng cốp khoen khóa còn sáng bóng, rất là sáng, độ mới cao, xách tay đi tiệc vintage. Kích thước chiều ngang là 16 ha, chiều cao là 14. Lên dùm shop một cái mã là 8639 290k, 8639. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo, da thật 100%, bề ngang là 16 ha, chiều dày là 5. Ở đây họa tiết hình bông hoa rất là đẹp. Và đây để mình đeo vai rất là đẹp luôn. Và ở đây nó sẽ có một cái nút khích 500, lót vải sạch đẹp ha, và thương hiệu dập nổi trên cái miếng vải ha, sạch đẹp, khích 500 như thế này. Lên dùm shop một cái mã là
8631 290k. Và kế đến đó là một chiếc ví cầm tay như thế này, da thật, dập vân 6, kích thước quyền ngang 23, chiều cao 13. Và đây mình mở ra thì bên trong sẽ có một cái cốp ha, lót sạch đẹp hết, và một ngăn này và một ngăn này, mình có thể đựng vừa điện thoại ở đây. Lên dùm shop một cái mã là 8625 290k. Ở đây có một cái nút mình gài lại như thế này, cầm rất là chắc tay và đẹp, 8625 290k. Và kế đến đó là một chiếc lết cầm tay ha, màu kem, giá thật 100%. Đây mình mở ra thì bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ ở đây và một ngăn ở đây là bự nhất. Bên trong là lớp vải sạch đẹp ha, khoen khóa thì bị oxy hóa một chút xíu. Lên dùm shop một cái mã tám sáu hai sáu 290k. Và kế đến đó là một chiếc lết cầm tay rất là đẹp ha, độ mới còn rất là cao, da thời trang của hãng ha, và cái chất liệu này làm tương tự như LV vậy đó, nhưng mà không phải thương hiệu LV ha. Kích thước bề ngang là 24, chiều cao là 15. Ở đây sẽ có một ngăn ở đây, bên trong lớp vải ha, da thời trang, một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa cái miệng, và một ngăn đây và một ngăn đây, sạch đẹp hết, kích 500 như thế này, và lết cầm tay, da thời trang. Lên nhìn shop một cái mã là 8686 ha, 390k, 8686 390. Và cái đến đó là một chiếc lớp cầm tay chất liệu là da đen, da thật 100%, kích thước bề ngang 27 ha, chiều cao là 16 và cái bề dày là 7. Da đen, da thật đan lại với nhau còn khá là mới, màu kem. Ở đây sẽ có một cái nút để mình gài lại với nhau, rất là dính ha. Và bên trong là lót sạch đẹp hết. Lên dùm shop một cái mã là 8642 290k, 8642. Và kế đến đó là một chiếc đeo chéo da mộc. Cái này để mình đựng kéo mình cắt tóc ha. Lâu lâu em mới về được một túi như thế này. Bề ngang là 20, chiều cao là 20, chiều ngang là 15. Này hàng từ Nhật về ha. Và đây, đeo chéo da mộc. Và đây mình mở ra như thế này. Đó. Thì ở đây mình đựng kéo nè ha, nguyên một cái nấm da mộc. Đựng kéo để mình cắt tóc ha. Và ở đây có một cái ngăn bự để mình đựng những vật dụng bự bự ha. Mình gài lại như thế này. Và ở đây mình có thể mình mở ra được ha. Mở ra như thế này để mình vệ sinh. Đây là một cái
lớp da. Và ở đây ha, hai cái ngăn này đựng kéo 3, 4, 5, 6 và một cái ngăn bự như thế này. Bên trong là da mộc, da thật 100%. Túi này độ mới còn khá là cao, 80%. Lên dùm shop một cái mã ha, 8693, 390k, 8693. Khoen khóa còn rất là ok ha, 8693, 390. Và cái đến đó là một chiếc lớp cầm tay thương hiệu Rinoma của Pháp. Kích thước bề ngang, bề ngang là 26, chiều cao là 19 và cái bề dày là 4. Giá thật 100%. Khuyên khóa còn rất là ok. Phía sau sẽ có một ngăn ở đây, bên trong sạch đẹp, và một ngăn ở đây, bên trong lót sạch đẹp ha, thương hiệu Rinoma. Rinova chứ, Rinova. Một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Da thật 100%, thương hiệu Rinova Classic. Lên nhìn shop một cái mã ha, 8691, 390. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay ha, hoặc đeo vai, dạng kẹp nách. Giá thật 100%, kích thước bề ngang là 29, chiều cao là 17 và cái bề dày là 9. Giá thật ở đây mình mở ra như thế này thì bên trong sẽ có hai ngăn đây và một ngăn ở đây là bự nhất. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây sạch đẹp. Lên dùm shop một cái mã là 8712, 290k. Và kế đến đó là một lớp cầm tay da thật 100%, màu đỏ ha. Kích thước bề ngang là 24, chiều cao là 12. Và ở đây có chỗ để mình xỏ lỗ vào ha. Ở đây còn cái giá tiền yên. Và ở đây sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây. Bên trong lớp vải và thương hiệu là Hobo. Dập nổi trên cái miếng da và một ngăn ở đây. Và một ngăn ở đây có một cái khóa cái miệng. Và ở đây đựng cạc quyên xích với tờ tùy thân. Lên nhìn shop một cái mã là 8613, 290k. Kích thước bề ngang là 28, chiều cao là 17 và cái bề dày là 5. Lớp cầm tay màu đen, da thật 100% ở đây. Và ở đây sẽ có một cái khóa cái miệng đây, bên trong lót vải ha, sạch đẹp và một ngăn ở đây, sạch đẹp và có một cái khóa cái miệng ở đây, sạch đẹp hết. Ở đây đựng cạc quyên xích với tờ tùy thân và hai ngăn nhỏ ở đây, sạch đẹp. Lên dùm shop một cái mã là 8646, 290k. Và kế đến đó là một chiếc lết cầm tay vintage như thế này. Mình có thể đựng vừa một chiếc điện thoại ha. Form da mềm, kích thước bề ngang là 22, chiều cao là 10. Giá thật 100%. Ở đây mình mở ra như thế này thì dạng cốp ha, bên trong lớp vải sạch đẹp, một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Lên nhìn shop một cái mã là 8635, 290k. Khoen khóa còn rất là sáng ha, rất là đẹp.
Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo da thật 100% ha, thương hiệu Japan, Ali của Japan. Kích thước chiều ngang là 20, chiều cao là 10. Mình đựng vừa một chiếc điện thoại ha, để mình đeo chéo rất là ok. Ở đây sẽ có một ngăn ở đây, da thật 100% ha. Và ở đây còn thương hiệu Ali Japan, còn mã code một ngăn ở đây. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là da thật 100% ha. Đây mình gài lại như thế này. Ở đây da mộc khắc thương hiệu, rất là đẹp luôn. Màu này là màu hồng phấn nha. Lên giùm shop một cái mã là 8662 390k 8662. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Rusty Leather, da xước quan tâm. Kích thước bề ngang là 20, chiều cao là 15 và cái bề dày là 7. Để mình đeo chéo rất là ok ha, sạch đẹp hết. Thương hiệu Pretty Ladder, da thật 100%. Bên trong lót vải ha, sạch đẹp. Và ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, sạch đẹp hết. Lên nhìn shop một cái mã là 8706 320k. Và một chiếc ví ha, ví cầm tay rất là bự luôn. Kích thước bề ngang là 25, chiều cao là 14. Ở đây có một ngăn ở đây, thì bên trong lót vải, da này là da thật 100% ha. Có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết. Đây mình gài lại như thế này, sạch đẹp. Lên giùm shop một cái mã 8641 ha, 290k 8641 290. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay da trăng thật 100%, da trăng ghép lại với nhau. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 19 và cái bề dày là 10. Để mình xách tay và đeo vai đều được ha. Ở đây sẽ có hai ngăn ở đây, lót vải sạch đẹp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp. Bên trong còn có một form cớp ở đây, sạch đẹp hết ha. Lên nhìn shop một cái mã là 8705 450k. Và một chiếc lết cầm tay thương hiệu Rinoma của Pháp ha, da xịn, da thật 100% ha, da rất là dày. Và kích thước bề ngang là 25, chiều cao là 16 và cái bề dày là 8. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng thương hiệu Rinoma của Pháp. Và bên trong lót vải sạch đẹp hết. Và thương hiệu Rinoma Made in Drunk. Đây là miếng tết da ha, rất là dày. Lên giùm shop một cái mã là 8607 450k. Và kế đến đó là một tí túi xách tay và đeo vai thương hiệu Roberta của Ý, da thật 100%. Kích thước bề ngang là 35, chiều cao là 22 và cái bề dày là 16. Xách tay và đeo vai đều được ha, da thật 100% ở đây. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng, bên trong là lót vải ha, sạch đẹp. Hai ngăn ở đây. Và thương hiệu Gida Roberta
Ticadino da thật 100% ha. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Túi rất là sang luôn. Đi tiệc rất là sang. Lên dùm shop một cái mã là 8700 730k. Và kế đến đó là một chiếc ví cầm tay. Kích thước bề ngang là 24, chiều cao là 14. Thế mình cầm tay như thế này và mình mở ra thì bên trong da thật ha, có một cái khóa kéo miệng ở đây. Da thật 100%. Da nguyên một tấm và một ngăn ở đây. Sạch đẹp ha. Ở đây sẽ có hai cái ngăn nhỏ đây. Và đây ngoài ra còn có một cái khóa cấp miệng ở đây. Sạch đẹp hết ha. Để mình đựng tư trang. Và một ngăn ở đây mình có thể mình đựng điện thoại được ha. Lên dùm shop một cái mã là 8661 390k. Và cái đến đó là một chiếc lết cầm tay ha, thương hiệu Burberry, da phối với vải dù chắc chắn, kích thước bề ngang 26, chiều cao 13 và cái bề dày là 9. Thương hiệu Burberry, giá thật 100%. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong thương hiệu Burberry. Và ở đây, đựng cạc visit chiếc tài tùy thân. Và một ngăn ở đây, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp. Chất liệu là vải dù, bên trong dập hiệu thương hiệu Burberry. Sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một cái mã là 8595 800k. Và cái đến đó là một chiếc lết cầm tay, da thật 100%, kích thước bề ngang là 22, chiều cao là 13. Lết cầm tay như thế này, da thật. Và ở đây sẽ có một ngăn ở đây. Bên trong là lót vải ha, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây. Sạch đẹp hết. Lên dùm shop một cái mã là 8682 390k. Kế đến đó là một chiếc lết cầm tay da thật 100%. Kích thước bề ngang là 27, chiều cao là 14 và cái bề dày là 10. Đây, lớp cầm tay như thế này. Và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng. Bên trong lót vải dập hiệu thương hiệu Dilana. Và phen khóa rồi dập hiệu thương hiệu Dilana. Và một ngăn ở đây. Sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây. Sạch đẹp hết. Lên dùm shop một cái mã là 8640 290k. Và kế đến đó là một chiếc lết cầm tay da thật, kích thước bề ngang là 27, chiều cao là 10. Da thật 100% ở đây. Và ở đây mình mở ra thì bên trong sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là đựng cạc visit chiếc tài tùy thân. Có thương hiệu ha. Và một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây, và một ngăn đây. Sạch đẹp hết. Lên nhầm shop một cái mã là 8683 390k. Và một chiếc ví dập vân xấu, kích thước bề ngang là 20, chiều cao là 14 ha. Giá thật 100%, còn rất là mới. Ở đây mình mở ra như thế này thì bên trong
có một ngăn đây và một ngăn đây, sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một cái mã ha. Tám sáu chín hai 390k. Và một chiếc túi xách tay và đeo vai. Da là điệu thật 100%. Kích thước bề ngang 35, chiều cao 28 và cái bề dày là 18. Kết hợp giữa màu nâu và màu đen. Và khoen khóa còn vàng ươm sáng bóng. Bên trong dạng bút kết, bút miệng ha. Và thương hiệu Chocolate của Made in Italy. Và có một cái phát cáo miệng ở đây. Sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một cái mã là 8715, 1.100.000. Sách tay da đà điểu Italy. Quá là đẹp luôn. Dạng bút kép rút miệng ha. Mình rút lại nó rất là chắc luôn. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo màu đỏ ha, màu đỏ. Da thật 100%. Kích thước bề ngang là 21, chiều cao là 16 và cái bề dày là 10. Và ở đây mình mở ra thì bên trong sẽ có một cái khóa kéo miệng ha. Bên trong là lớp vải sạch đẹp. Và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây. Da rất là dày ha. Lên dùm shop một cái mã. Ha, 390k. Chiếc túi đeo chéo quá là đẹp không? Da thật 100%. Từng vừa tất cả các dòng điện thoại. Và kế đến đó là một chiếc cặp laptop thương hiệu Samsonite. Giá thật 100%. Samsonite là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng ha, của Mỹ. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao là 10, chiều cao là 27 ha. Chiều dày là 10. Để mình xách tay và mình đeo, đeo vai. Rất là ok ha. Ở đây nó sẽ có một ngăn. Thương hiệu Samsonite. Dập nổi trên miếng vải ha. Và có một cái phát cáo miệng ở đây. Và một ngăn đây. Rất là nhiều ngăn. Và một ngăn chuyên dụng để đựng laptop. Đây là một ngăn chuyên dụng để đựng laptop ha. Da thật rất là dày. Lên dùm shop một cái mã là 7946, 790k. Hôm nay shop giảm còn 690 ha. 7946, 690. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Husky của Mỹ. Kích thước bề ngang là 29, chiều cao là 24 và cái chiều dày là 9. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Husky của Mỹ. Và đây, một ngăn đây hết 500. Và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng.
bên trong lót vải ha, và một ngăn ở đây lót vải sạch đẹp hết ha, thương hiệu Husky của Mỹ ha, rất là ok. Và chiếc túi này là full da hết, dây đeo chéo là chất liệu là vải kết hợp với da. Để nhìn shop một cái mã là 6951, 690k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 509 ha. 6951, 509. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo Yahoo, da thật 100% ha. Kích thước bề ngang là 21, chiều cao là 16 và cái bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo. Và đây sẽ có một cái khóa kéo miệng bên trong. Bên trong sạch đẹp ha. Thương hiệu của Ý. Đây thương hiệu ha. Riva Made in Italy. Để mình xách tay và đeo chéo rất là đẹp luôn. Lên dùm shop một cái mã là 8701, 690k. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu Genoma của Pháp. Và kích thước của chiếc cặp này bề ngang là 38, chiều cao 28 và cái bề dày là 7. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ha. Bên trong lót vải sạch đẹp và để mình đeo chéo rất là ok. Đây mình mở ra như thế này thì bên trong sẽ có ở đây đựng bút, đựng viết, đây đựng cạc visit với tờ tùy thân. Mà một ngăn này có một cái khóa kéo miệng ha, thương hiệu Rinoma của Pháp. Và hai ngăn ở đây, bên trong là lót vải ha, cực kỳ đẹp luôn, da thật hết và da rất là dày. Rinoma, lên dùm shop một mã ha. Và cái dây đeo thì dây kèm theo, lên dùm shop một cái mã là 8055, 890k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 700. 8055, 700. Và cảm ơn cô chú anh chị đã xem buổi live ngày hôm nay. Video của Túi Da Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19h và 12h hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và số điện thoại của shop 0973 952507. Tạm biệt cô chú anh chị.